Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay bên em là vẫn là em là Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy, phụ tùng chế xe 3-4 bánh, tời điện, motor điện, rồi phụ tùng 3-4 bánh nhé, chế xe làm tời. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu cho tất cả anh em cùng tất cả các bác về hôm nay có mấy con mẫu con OES, con OEA nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh nhé, sau có video có con máy nào hay phù hợp với công việc của mình thì các bác có thể điện trực tiếp cho em hai số điện thoại nhé, là 0364011683 và 0983198883. Anh em mua hàng điện thoại trực tiếp nhé. Anh em bớt chút thời gian, anh em đăng ký kênh cho kênh một nút like nhé, sau anh em xem lại nó dễ. Đấy, thì hôm nay bên em lại về giới thiệu thêm cho tất cả anh em là 8 con máy này. Thật ra là em đi tìm gom rất là lâu, tuyển được những con máy đẹp mà máy zin để phục vụ tất cả anh em. Để anh em mà có nhu cầu muốn mua thì đã lâu trực tiếp cho bên em nhé. Thì cái dòng này lắp cho anh em mà thay con uây giống con uây của mình, anh em có thể thay thế theo đúng con uây của mình nhé. Đây con OEA 100 đời 2014 nhé. Tất cả hàng này anh em nhé là hàng sẽ chưa qua sửa chữa và hàng zin đẹp. Đấy, con này là mã ba tay 341, con này giá 6,3 triệu báo giá luôn nhé. Đấy, tất cả hàng bên này thì bên em đã hàng tuyển hết và sẽ nó bộ phun dàn điện xịn và cần đạp cần số và chế hoặc khí xịn nhé. Đấy, là tất cả là hàng đều là xịn hết cả. Con OEA 100 bây giờ là thật sự với các bác là trên thị trường nó rất chi là hiếm. Đấy, có mà nhưng mà các bác là gặp những con nó không được đẹp cho lắm. Đây con bên em sẽ là mã 341, con này là tất cả là zin hết, đề xịn này, chưa vách máy chưa bổ này. Đấy, và bên em cũng máy rửa qua nó cũng tương đối thôi. Đấy, còn máy nó cũng sạch sẽ. Đây, máy rất chi là zin đẹp nhá. Đấy, con này mã 341 nhá. 6,3 triệu đồng. 6,3 triệu là giá bao gồm cho tất cả anh em là sẽ bao gồm phí vận chuyển rồi. Anh em trước khi mua hàng anh em bớt chút thời gian nhé. Anh em cọc chờ bên mình 500.000 nhận hàng các bác thanh toán lốt. Đấy. Rồi con thứ hai. Con thứ hai ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 à mùng 5 tháng 10 2022. Con này đây, hơi 97KM14. Đấy, con này cũng zin nguyên bản nhé. Con này đây các bác nhìn này. Đấy, đầu bò nó zin đét là đẹp luôn. Đấy, tất cả là hàng con này thì bên em cũng bán giá 6,3 triệu nhé. Máy đẹp đời, máy là con này cũng đi khá là ít. Đây bù đề vẫn còn đực, bù đề xịn nhé, tất cả hàng xịn hết, mã 342, bù đề chế hoặc khí đều xịn cả, giá 6,3 triệu đồng. Đấy, em giới thiệu sơ qua thôi. Đấy, để các bác xem nhá, nó ok được thì các bác có thể mua nhá. Đấy, rất là ok. Đây theo tất cả dàn điện nha anh em nhé. Có những con nào thì nó con nạp thì báo với các bác là có con nạp xịn hết nhá, con nạp xịn hết nhá. Con IC xịn, như con nạp thì có thể con IC lô. Đấy, nó cũng không thể là 100% được. Đấy, còn dây điện xịn hết cả và theo cần đạp cần số. Và OE. Đấy, rồi tiếp theo giới thiệu anh em là con OES. Con này giá 6 triệu nhá. Đấy, con OES này nhưng mà cái máy của nó vẫn lổ êm đẹp nhá. Đây anh em mình nhìn này. Đấy, nó còn chất rất chìa chất nha các bạn nhá. Đấy, chất dã man luôn. Đây, nói chung là hàng VIP luôn. Đấy, hàng chưa bổ máy, đề nhẹ cái lổ máy. Con có những cái con này người ta đi ít, người ta để trong kho thì nó đi rất chi ít nên là chất lượng nó còn ngon. Bù đề chế bộ điện xịn luôn. Đấy, cái giá của nó là 6,3 triệu đồng. Đấy, 343. Đấy, anh em là mua chốt được con này thì alo cho bên em nhé, bảo zin cho bao zin cho các bác 100%, máy đẹp xịn luôn, VIP. Rồi tiếp theo con 344 này anh em nhé. Đấy, tất cả hôm nay hàng của em là hàng tuyển hết, hàng đẹp luôn. Con này giá 6,3 triệu nha các bác nhé, 6,3 triệu đồng bao ship tận nhà. Đấy, còn các bác muốn mua dòng rẻ nữa thì chắc phải đợi lô sau em tuyển những con nó kém một chút, ví dụ là côn nó bổ rồi chẳng hạn thì nó có thể là rẻ đi. Nhưng cái dòng này là bên em nhập cũng đã cao rồi nên là em bán cho các bác giá nó cũng không rẻ một chút nào. Đây các bác nhìn nó máy nó đi ít, tuy được cái máy nó đời thấp, nó không được đời 2016 đâu, nhưng mà đời thấp nhưng mà nó đi ít nha các bác nhé, thì nó cũng không khác gì cả, đi nên là nó cũng còn rất là chất, đè điếc nó vẫn còn ngon nha các bác nhé. Đấy, là hàng nó vẫn còn đẹp long lanh luôn. Đây, vách máy miếc là chưa ra dầu chưa gì cả, nó cũng rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, giá con này thì đây giá thì bán cho các bác là 6,3 triệu, con này 6,3 triệu nhé, con này OEA 100 mã 344 nhé. Rồi tiếp theo con mã 345,
345, con này con OIS nhé, con này 6 triệu này. Đấy, con này thì nó cũng nói chung của các bác quá là đẹp luôn. Đấy, quá là đẹp nha các bác nhé. Cái này là cái gì, nhựa không vấn đề. Đây các bác nhé, những điện zin này, nói chung là bên em bán con nào zin, các bác nhìn những con ốc này nó zin 100% luôn. Đấy, các cái ốc đầu bò này. Đấy, đầu bò chưa rớt nhá, hàng còn chất. Đấy, 6 triệu nha các bác nhé, 6 triệu con này. Con này đấy, sơn xi nó vẫn còn đẹp này. Đấy, về các bác lắp lên con quay con zin của mình nhá, thì là quá tuyệt vời. Về các bác nếu lắp con quay đời 202 hoặc 205 207 nhá, thì các bác tháo này ra, các bác thay cái cổ kia vào cái là ngon luôn. Đấy, là các bác có thể lắp được con này chạy mượt mà luôn. Đấy, thì máy tông máy thì nó không phải là máy trắng, nó là máy đen. Đấy, rồi rồi, mã con này là 345 nhá, giá 6 triệu nhá. Đây, tiếp theo là con này, là con này đây, đi. Con này thì con này đầu bò thì nó, đây, con này cũng ra rồi. Đây, con này ra nhưng mà chắc là nó chỉnh cam thôi. Con này thì giá em để bơm chút cho các bác nhé. Con này là 5 triệu 6 nhá. 5 triệu 6 con này, mã 346. Đấy, con này em kiểm tra là không kỹ. Đấy, cái này nó đứt nó chảy dầu rồi thôi. Đấy, 5 triệu 6 nhá các bác nhá. Con mã con này bao nhiêu đây? 346. Con này 346 là 5 triệu 6 nhá các bác nhá. Đánh mã đi. 346 là 5 triệu 6. Máy đây, full zin, điện zin. Nói chung là cái lốc nó hơi xước ấy, thì nó hơi phẩy lại sơn một tí thôi. Thế còn đảm bảo cho các bác là 56. Đấy, bao cho các bác là cái đầu bò xịn này, hơi xịn này. Đấy, và củ đài xịn nhé các bác nhá. Củ đài xịn luôn. Đấy. Và đây, chế xịn luôn. Đấy. Đây, đầu bò là HTN bao nhiêu đây? 41 nhá. Nói chung là hàng này thì con này cũng đời cao cho các bác nhá. Con này đời 2013-14 nhá. Mã 346, chắc con ốc đầu bò nó hơi tháo, còn máy vẫn đang lổ bình thường nhé các bác nhé, lổ ngon êm. Đấy. Con này à không phải, con này là đầu bò chưa ra đâu, nhưng mà ý là cái này nó chỉnh cam này. Đấy, nó chỉnh cam thôi, chỉnh cam, con này bị chỉnh cam thôi. Mã 346 giá 5 triệu 6 nhá. Rồi, tiếp theo là con này là con 347. 347 con này là QS. QS, con dòng con QS này thì máy lúc máy màu xám. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời luôn. Con này thì đấy, các bác nhìn biết đấy, chất máy nó còn, nói chung là con này chắc nó đi rất chi là ít đấy, đầu bò nó còn rất chi là đẹp nha các bác nhé, đẹp. Con này long lanh luôn, chắc đi con này chạy tầm được 4-5 vạn thôi, 4 vạn thôi. Đấy, nước sơn thì các bác này sơn vẫn còn sơn zin, chưa bị bong chóc gì cả. Đấy, đây vỏ máy nó còn rất đẹp nhá. Con này thì em đang chờ bán cho các bác là giá là 6 triệu nhá, 6 triệu đồng này. Đấy, 6 triệu đồng một con. Đấy, đẹp long lanh luôn. Rồi, tiếp theo con cuối cùng. Đấy, các bác nào chốt nhanh được thì còn, mà tại vì cái dòng này nó bán rất chỉ là hiếm nhá. Con này thì nó bị thay cái lốc bên này thôi, thay cái lốc bên này nhá. Con này là con này ý là con này bị côn ra nhá, nhưng mà kiểm tra là kiểm tra là cái bên trong nó vẫn còn ngon, bao zin nha các bác. Con này giá là 6 triệu nhá. Em để đây 6 triệu 3. Con này em nhầm giá chút. Con này giá 6 triệu nhá. Ý là nó vẫn còn zin. Zin 100% lõi ngon, nhưng mà nó bị tháo ra là để cái lốc bên này chắc bị xích thì nó sơn lại thôi, mình lại thay cái vỏ nhựa thôi. Đấy, chứ còn đầu bò này, đấy, đầu bò là vẫn còn xịn nha các bác nhá. Đầu bò là chưa bị rớt đâu. Đấy, quay a 100. Đấy. Máy còn rất chìa đẹp, KF14 này. Đấy, đây, máy ấy còn rất chìa sạch sẽ. Nói chung là bên côn này là bao cho anh em là vẫn còn zin nguyên bản nhá, zin nguyên bản bên côn này. Còn chưa bị thay, mà ý là cái lốc nó hơi xước, tháo ra nó sơn quẹt qua đây. 348, giá 6 triệu. Đấy, các bác ưng được con nào thì cái chốt cho em vào đấy. Còn bây giờ cái hàng này nó hiếm lắm, nó không khác gì cái dòng zin Việt đâu. Đấy, nên là hiếm, nên các bác là có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp cho bên em nhá. Rồi, thân ái chào tất cả các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh nhé. Mua thì alo trực tiếp cho bên em. Chào tất cả các bác. Đây, các bác mua alo trực tiếp cho bên em cái đoạn Zalo nhé. Rồi, chào tất cả các bác.